với bữa tiệc mừng sinh nhật công chúa. Xin dừng bước. No. Quy định của bữa tiệc là các vị khách không được mặc trang phục đen. Nice. Nhưng không sao, chúng ta có thể thiết kế trang phục dự tiệc cho mẹ con Maleficent mà. Một chiếc áo choàng đuôi cá thướt tha sẽ giúp Maleficent thêm bội phần xinh đẹp và quyền lực trong bữa tiệc. Nữ hoàng của chúng ta cũng sẽ thật tự tin sải bước nếu được đi trên một đôi giày cao gót dành riêng cho mình, phải không nào? Chúng ta đừng quên vẽ thêm đôi cánh lông vũ cho Maleficent nhé. Kẻo Maleficent sẽ nổi giận và vung cây gậy phép thuật về phía chúng ta đấy. Rất rất đáng sợ các bạn ạ. Mong chờ phần tô màu như mình không nè. Nàng Maleficent của chúng ta sẽ mặc một chiếc đầm tím duyên dáng với chiếc áo choàng xanh đen bí ẩn và quyền lực. Còn đôi giày sẽ có màu đen cực kỳ sang trọng nhé các bạn ơi. Và giờ thì đến đôi cánh tiên và cây gậy phép thuật của Maleficent nhé. Maleficent bé cũng cần một bộ trang phục tương tự. Thiết kế thôi nào. Một bộ váy xòe đáng yêu nhé. Và cái giày nữa. Đôi cánh tiên giống của mẹ Maleficent này. Thật nhiều lông vũ nhé. Thôi nào, vẫn là tông màu hồng, tím nhé các bạn. Hãy tạo nên một bộ váy và giày đẹp nhất cho Maleficent bé nhé. Đôi cánh tiên thì tô màu đen trước nhé, rồi đến xanh và hồng. Bữa tiệc chưa bắt đầu nên chúng ta hãy điểm thêm chút nhũ và đá cho chiếc váy thêm lấp lánh nhé. Rất đơn giản phải không các bạn? Liệu có hợp không nhỉ? Wow, bạn ấy thật là dễ thương. Cuối cùng là trang phục cho Maleficent bé bỏng. Một chiếc váy liền xếp tầng đáng yêu. Một đôi giày và một đôi cánh tiên nhỏ xinh. Xíu dành riêng cho Maleficent bé bỏng mới đáng yêu làm sao? Chắc hẳn Maleficent bé bỏng đang mong đợi lắm đấy các bạn ạ. Thêm chút nhũ tím và đính đá nữa là chiếc váy sẽ thật hoàn hảo. Maleficent bé bỏng nóng lòng tham dự bữa tiệc của công chúa rồi.
này. Chúng tôi đã sẵn sàng tham dự bữa tiệc mừng sinh nhật công chúa. Vâng, xin mời quý bà Maleficent và hai tiểu thư đã đến với bữa tiệc. Welcome. Chào mừng các bạn đến với kênh Dose Beauty. Barbie của chúng mình hôm nay đang đi chơi biển rất vui vẻ. Lại gặp cơn bão, mưa to sắm chớp và bị đắm thuyền mất rồi. Xuất biển, nhưng tiên cá Ken đã tới kịp và cứu cô ấy. Cảm ơn tiên cá Ken nhé. Barbie trở về nhà luôn nhớ tới Ken nên đã tới gặp phù thủy để mua thuốc biến thành tiên cá. Aha. Okay. Barbie lại chưa có đồ đẹp. Chúng mình hãy giúp Barbie có trang phục tiên cá đẹp để xuống biển gặp tiên cá Ken nhé. Đây sẽ là một chiếc váy đuôi cá xinh đẹp mềm mại với áo tắm màu tím và phần đuôi cá có trang trí nhũ tím lấp lánh, vô cùng xinh đẹp, nữ tính. Thật là xinh đẹp. Tiên cá Barbie đã xuống biển để tìm gặp và cầu hôn tiên cá Ken rất lãng mạn. Chúng mình sẽ giúp tiên cá Ken có trang phục mới trong ngày cưới nhé. Chú rể tiên cá Ken sẽ có một chiếc áo vest lịch lãm mang phong cách hoàng tử đại dương với màu vàng ấm áp như ánh mặt trời và hàng khuy đỏ, đai áo xanh da trời. Cổng cưới và bàn bánh cưới ngọt ngào. Các khách mời cá tôm đã tới. Xin chúc mừng hạnh phúc tiên cá Ken và tiên cá Barbie nhé.